Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Vua Đồ Dò. Bình luận viên Tào Lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tây. Đây là kèo đấu Hoàng Duy giữ cho Đại Lâm. Còn bên kia là Sa Phan An Giang và Dương Duy đấu luôn. Đây là xe rắc, các bạn nào có chơi xe rắc tham quan tham khảo xe rắc các bạn, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vũ Tuấn xe rắc nha, Vũ Tuấn xe rắc. Nhường lời bình luận viên Tèo Gò Xoài. Thấy kêu Tèo Gò Xoài, đây là Hoàng Duy cặp Gò Xoài đã trở lại đua. Ok. Không không. Một không, nghiêng về cho Đại Lâm. Ghi cọp Gò Xoài và một ông vua đầu dò. Mà bỏ tay luôn cái trăm ngoài sao? Điểm cho anh Liên Phan một điều. Hai một nghiêng về cho Phan. Hai một. Ngoài hai đều nghiêng cho Đại Lâm. Cái giò của Phan bị chặt bằng đạp rồi kìa. 3-2 nghiêng về cho Đại Lâm. Bây giờ Đại Lâm quá dở rồi các bạn. 3 đều. Cái đầu quá đẹp. 4-3. Chọc cái khe quá hay. 4 đều. Ah.
Điểm cho đây không? 5, 4. Cái nào bự, cái nào bự. Càng giảm ống càng thua. Là giảm ống xuống luôn á. Năm đều. Đội bóng không qua lưới. Điểm cho Nhi 6-5. Ali Phan đã mậu binh một cái rồi quý vị. 7-5. Đổi sân 8-5. Bóng trong sân 9-5. Sáu, chín, nghiêng về cho Đại Lâm. Ali Phan làm động tác quá hay rồi các bạn. Không, 6. Hoàng Duy phát bóng ra ngoài. Nhi chứ. 7-10. Một bảy. Bây giờ qua Hoàng Nhi, Hoàng Nhi bây giờ cũng quá tệ. 2-7, ta tệ thiệt. Bóng điểm cho Nhi và Phan 3-7. Tôi
Tam bà. Bốn tám bóng điểm cho Đại Lâm 9-4. Bóng tốt. 0-4. Kết thúc chương trình. Đây, truyền hình đến đây là hết. Chua và cọp, cọp và chua. Đực bông. Ôi, bây giờ anh cho trời mày bao quá. Tiếp tục các bạn. Cọp và chua, gãy móng gãy nanh rồi.